Xin chào các bạn, ngày hôm nay là ngày mà Thi lại tiếp tục kể lại những câu chuyện ma có thật do nhiều bạn từ khắp nơi đã gửi về cho Thi. Hôm nay là chúng ta đã bước tiếp tới tập 266 rồi các bạn, và những câu chuyện hôm nay là những câu chuyện của những bạn đã gửi cho Thi trên Gmail vào năm 2016 nha. Và những bạn nào mà đã gửi chuyện cho Thi trên Facebook vào năm 2016 mà các bạn chưa thấy Thi kể lại câu chuyện của các bạn đó, thì các bạn vui lòng vào trong Facebook của Thi, trong phần ảnh avatar, các bạn bình luận nhắc lại giùm Thi để Thi dễ hơn trong việc tìm lại tên chuyện của các bạn nha, để không có bị sót chuyện của ai hết. Mong rằng các bạn giúp đỡ cho Thi. Xin cảm ơn các bạn rất là nhiều. Và hôm nay là Thi bị cảm cho nên cái giọng Thi hơi ngộ ngộ chút xíu, thành ra hôm nay Thi sẽ kể lại những câu chuyện ngắn ngắn để mà không có nói nhiều các bạn, tại vì nếu mà nói nhiều quá bị đau họng á, rồi lại nghĩ kể, rồi các bạn lại không có chuyện nghe, thành ra là các bạn thông cảm cho Thi nha. Và câu chuyện đầu tiên của ngày hôm nay là câu chuyện của một bạn nữ. Bạn nữ này quê ở Trà Vinh các bạn, và bạn nói rằng á, là từ nào giờ bạn chưa bao giờ thấy ma, mà bạn cũng không tin có ma nữa, cho tới khi mà cách đây 2 năm trước bạn với lại ông xã của bạn đã trải qua một cái chuyện rất là kinh dị, mà cho tới bây giờ là bạn đã tin có ma luôn rồi và bạn cũng sợ nữa. Thì bạn kể rằng lúc đó là bạn với ông xã bạn chưa có lấy nhau mà cũng chưa có quen nhau nữa, thì quê bạn này ở Trà Vinh, bạn đã cùng với lại những người bạn của mình lên trên Bình Dương để mà đi làm. Thì khi mà xin vào làm trong cái công ty này thì công ty này có thuê lại một cái khu trọ, mà khu trọ này lại ở giữa nghĩa địa để cho công nhân ở các bạn. Tại vì khi mà thuê như vậy á, thì cái giá thành nó rẻ, và nếu các bạn này muốn ở giá thành rẻ thì vào đó ở, còn không á, là có thể qua khu khác, nhưng mà khu khác thì giá nó lại cao hơn. Cho nên á, là khi mà bạn vào công ty này làm, bạn ở tại cái khu trọ này đó cùng với lại những người bạn, tại vì bạn ở chung một cái phòng với lại nhiều người lắm, ở trên gác thì các bạn nữ ngủ, còn ở dưới đất á, thì các bạn nam ngủ, và ở dưới đất cũng có ông xã bạn, nhưng mà lúc đó là hai bạn chưa có quen nhau nha. Thì bạn nói á, là do là bạn không sợ, cho nên á, là khi làm công ty này, nhiều khi tan ca lúc 11 giờ đêm mà bạn về ngang nghĩa địa vậy, bạn cũng không hề sợ gì hết, không nghĩ gì hết, tại vì bạn cũng là từ nào giờ bạn nghĩ là ma không có thật các bạn. Thì cho tới một lần đó đó, là do là công ty bạn phát lương cho công nhân, thì hầu như là trong phòng ai cũng được phát lương hết, thành ra là mọi người rủ nhau là đi nhậu các bạn. Thì nhậu á, là hôm đó về cũng khuya lắm, thì lúc đó là có bạn nè, rồi có hả những cái người bạn nữ khác, trong đó có em gái của ông xã bạn nữa, rồi những cái người bạn nam, trong đó có ông xã bạn luôn. Thì khi về á, là có đi ngang nghĩa địa, thì ông xã bạn này tên là Tấn các bạn, và cái anh bạn Tấn này nè đang say xỉn ngà ngà, thì khi đang đi á, là tự nhiên đứng khựng lại trước một cái ngôi mộ. Thì do là anh này á, là nhìn thấy trên cái ngôi mộ này có một cái kiến mát khá là đẹp, cho nên á, là anh này nhìn thấy cái kiến mát đó mà dự định rằng sẽ đem về đó các bạn. Thì khi mà cúi xuống để mà lấy cái kiến mát đó thì anh mới nhìn lên trên cái bia mộ của cái mộ đó, thì anh thấy rằng á, là đây là một cái ngôi mộ của một cô gái mà có hình của cô ấy trên cái bia mộ nữa, mà cái gương mặt khá là đẹp. Mà anh nhìn đó thì anh thấy rằng cái cô này sinh năm 92 mà mất năm 2014. Thì anh mới vô tình anh nói, tại vì lúc đó là anh này cũng đang say nữa, không có kiềm chế được cái cảm xúc của mình, thì anh mới nói rằng trời ơi, trẻ đẹp vậy, sinh năm 92 mà mất năm 2014, trẻ quá, đẹp quá, mà sao chết chi ủ vậy. Thì khi anh nói vậy, anh chỉ nghĩ rằng mình nói là nói chơi vậy thôi, rồi xong rồi lại lấy cái kiến đem về các bạn. Thì khi mà về tới phòng rồi á, là bắt đầu vệ sinh xong xuôi hết rồi, mọi người cũng đang ngồi đó, cũng chưa có đi ngủ đâu, tự nhiên anh này la lên, mà anh này la rất là lớn luôn, khiến cho mọi người giật mình và hỏi cái gì với ba, làm gì la lên dữ vậy. Và bạn cũng thắc mắc, tại vì anh này đang ngồi kế bạn mà tự nhiên la lên, thì bạn mới nói trời ơi, làm gì ông la dữ vậy. Thì anh chỉ mà lúc đó là gọi là giống như anh mất bình tĩnh, mà anh
tỉnh luôn á, không còn say nữa, mới nãy là say mà bây giờ tỉnh luôn. Thì sau một hồi anh này bình tĩnh lại rồi á, thì bạn mới hỏi, tại vì những bạn kia là do say quá cho nên nó là mạnh ai nấy ngủ rồi, chỉ còn bạn còn thức thôi. Thì bạn mới hỏi rằng ủa mới nãy ông thấy gì mà ông làm gì ông la làng lên vậy. Thì anh Tấn này mới nói lại rằng á, là tôi thấy á, anh thấy là tôi tao gì thì quên rồi, nhưng mà theo theo bạn này nói rằng đó là tôi thấy là mới nãy hả, cái cô gái đứng ngay cửa của cái toilet của cái phòng trọ đó và cười cười, mà gương mặt cô này rất rất gọi là rất đẹp các bạn, không có nhìn đáng sợ gì đâu, và cười và nói vậy nè, anh đừng có sợ, anh đừng có sợ nha, em chỉ muốn kết bạn với anh thôi. Thì khi mà anh Tấn nhìn thấy cô này là tự nhiên thấy rằng cái cô này quen quá, giống như mình đã gặp đâu rồi, thì ảnh mới nhớ lại rằng mới nãy là mình thấy cái hình của cô ta trên cái bia mộ đó đó, cho nên khi anh thấy anh giật mình anh la lên, thì lúc đó là anh này cũng hơi run. Thì bạn này nghe anh này kể, bạn này không tin, bạn này nói thôi cha ơi, cha mệt cha quá, không có ma cỏ gì đâu, thôi ngủ đi, ngủ đi, đừng có la làng nữa, ngủ, tôi lên tôi ngủ nha. Thì lúc đó bạn đi lên gác bạn ngủ các bạn. Và vài ngày sau nữa là khi mà anh Tấn này đang nằm ở dưới nhà, dưới đất ở dưới đó để ngủ, thì hôm đó là cũng có mấy bạn làm ca đêm. Trong phòng á là chỉ còn một mình anh Tấn này là nam, còn ở trên gác là chỉ có bạn với lại cái người em gái của anh Tấn là đang ngủ thôi, còn những bạn khác đã làm ca đêm rồi. Thì lúc đó anh Tấn đang nằm thì tự nhiên có cảm giác như có người đang vuốt cái mặt mình các bạn, vuốt cái mặt nè, vuốt nhẹ nhàng vậy nè, vuốt rất nhẹ nhàng luôn, mà do là anh đang ngủ mà tự nhiên á là anh bị vuốt cái mặt dậy, thành ra anh giật mình thức dậy liền. Và khi anh giật mình thức dậy thì anh nhìn lên là thấy cái cô gái đang ngồi ngay cái chỗ anh. Thì các bạn tưởng tượng đi, anh này đang nằm thì cô này ngồi ngay cái chỗ gần cái vai anh vậy đó, để mà đưa tay vuốt cái mặt anh này. Thì lúc đó anh nhìn thấy cô này, và cái gương mặt cô này á nhìn cũng bình thường lắm, nhưng mà giữa đêm giữa hôm mà các bạn thử tưởng tượng, nếu mà chúng ta là anh này coi, là chúng ta cũng là dựng đứng tóc gáy đúng không, thì anh này mới thấy rằng cái cô này đang cười với mình, cười và vuốt mặt anh vậy nè. Vuốt thì anh này sợ quá, anh này nhắm mắt lại, và khi mở mắt ra lại thì cô này đã biến mất tiêu rồi. Thì lúc đó là anh teo rồi các bạn, tuy là đàn ông con trai nhưng mà do sợ hãi quá cho nên anh này đã chạy lên trên gác, chen vô nằm chính giữa hai cô gái này. Một cô á là bạn, cái bạn này á là biệt danh của bạn là bé mập các bạn, còn một cô là em gái của mình. Anh chen vô nằm chính giữa, thì lúc đó cái cô em gái của anh này á là đang ngủ rất say, hoàn toàn không hề biết gì hết. Mà cái bạn mà gửi chuyện cho Thi thì bạn đang ngủ và tự nhiên anh này chen vô, cho nên nó là mà cái thái độ ảnh lúng túng, ảnh sợ hãi, ảnh co rúm này nè. Thì lúc đó là bạn nghi ngờ, thành ra bạn cũng sợ rằng nó là cái người em gái của anh này tỉnh, giật mình thức dậy rồi mất công nó sợ nữa, thì bạn mới nói rằng thôi biết rồi, ngủ đi cha. Thì bạn nói với lại anh Tấn này như vậy các bạn. Thì anh Tấn này đưa tay qua ôm, nói rằng mập ơi, mập, em cho anh ôm chút nha, trời em sợ quá, ghê quá. Thì bạn cũng không nói gì, bạn nói trời ơi ngủ đi, giờ này khuya rồi, ông đừng có làm cho hả con bé nó dậy mất công, nó sợ rồi nó la sùm nữa. Thì khi mà bạn nói vậy thì bạn dự định rằng bạn say vô, tại vì anh này đang nằm chính giữa rồi còn đưa tay qua, tại vì lúc này anh đang run dữ lắm, run cầm cập luôn. Thì anh bạn kêu rằng đó là thôi ông ngủ đi, tôi ngủ mà mai còn đi làm nữa. Thì khi bạn dự định rằng bạn sẽ say qua, nhưng mà tự nhiên các bạn, tóc bạn thì dài nữ mà, tự nhiên á là giống như ai đang nắm một cái chùm tóc của bạn ở trên cái đỉnh đầu vậy nè, mà kéo giật lên vậy nè, thì bạn mới đau quá, tại vì tự nhiên bị nắm mà, trong khi tay của cái anh này thì đang ôm choàng vô ngay chỗ cái tay của bạn, ôm bạn thì đâu phải là anh này nắm, cho nên đó là bạn không biết là cái gì, thì bạn mới cố tình bạn muốn nhìn lên, nhưng mà bạn lại không nhìn được các bạn. Mà cái tóc này á, cái tóc của bạn á là bị cái người này nắm đau, mà bạn nói đau đau đau, buông ra buông ra, bạn kêu vậy đó. Thì khi đó hả là coi như là cái tóc của bạn ha bị nắm kéo giật lên, khiến cho bạn rất là đau, bị nắm đầu. Thì lúc đó là anh hả bắt đầu anh tụt xuống các bạn, giống như là cái anh Tấn này biết, cho nên anh Tấn này tụt xuống. Mà khi anh Tấn tụt xuống rồi á thì anh Tấn
đứng ở dưới anh Tấn nói rằng là thôi tôi tụt xuống rồi nè, đừng có hại người ta. Thì khi mà anh Tấn nói vậy là tự nhiên cái đầu bạn là bình thường trở lại, là không có bị nắm nữa, không có bị nắm tóc nữa. Và khi đó bạn dòm xuống á, thì bạn thấy rằng anh Tấn này đang lấy nhang ra, lấy cái bó nhang ra, rồi xong rồi rút mấy cây nhang ra và mở cửa phòng đi ra ngoài. Thì do là bạn cũng sợ anh này bị cái gì cho nên bạn cũng tuột theo các bạn, và bạn đi theo sau anh này. Thì bạn thấy rằng anh Tấn đi ra ngoài nghĩa địa và tới thẳng cái mộ của cái cô đó, và trên tay anh á là một bên cầm cái kiếm, một bên cầm cái kiếm mát mà bữa anh lượm đó các bạn, và một bên cầm nhang. Rồi khi mà tới mộ cô này á là anh xá, anh nói rằng á là cô tôi á hôm trước á là tôi xỉn, tôi không có, nhiều khi tôi đã nói cái gì mạo phạm đến cô á, thì hôm nay á là cô cho tôi xin lỗi, tại vì hôm đó tôi xỉn quá, tôi không có làm mà cái tôi quên mất rồi, mà tôi cũng lỡ lấy đồ của cô nữa, thôi bây giờ tôi trả cái kiến lại cho cô, trả ngay chỗ cũ luôn nè, tôi không lấy đâu. Với lại á là nhà tôi cũng nghèo lắm, nếu mà lỡ mà có chuyện gì tôi nghỉ làm tôi về quê á, rồi ba mẹ anh chị em ở nhà tôi á họ khổ lắm, thành ra thôi cô tha cho tôi nha, bữa hả tôi có nói gì, hôm nay cô tha cho tôi đi. Thì bắt đầu anh xá và anh vái rằng anh nói là ngày mai anh sẽ mua đồ về cúng các bạn, mua đồ về cúng cho cô này. Thì khi anh xá xong là bạn cũng đứng kế bên đó luôn, và bạn bắt đầu tin, bắt đầu tin. Và sau cái chuyện đó đó thì hai bạn bắt đầu tìm hiểu, và hiện tại thì hai bạn bây giờ đã là vợ chồng rồi các bạn. Thì từ đó về sau này là bạn bắt đầu tin là có ma. Hồi xưa là bạn không tin đâu, tại vì bạn chưa bao giờ thấy, nhưng cái lần đó là chính bản thân bạn là bị nắm giật cái tóc các bạn, tại vì do là anh Tấn này leo lên nằm trên cái ghét đó rồi ôm bạn á, cho nên cái cô gái đó ghét bạn, thành ra là mấy nắm cái tóc của bạn, giật kéo cái tóc của bạn. Thì đó là cái câu chuyện đầu tiên của bạn nữ ở Trà Vinh gửi về cho Thi. Đây là một cái câu chuyện mà các bạn thấy không, có những cái kinh nghiệm mà hầu như là từ nào giờ thì Thi kể chuyện là Thi hay nói rất là nhiều, nói rất nhàm luôn á, là chúng ta đừng bao giờ, hôm qua tập hôm qua cũng vậy, chúng ta đừng bao giờ mạo phạm mộ phần của người ta, với lại đừng bao giờ thấy người ta trẻ quá, người ta đẹp quá mà chết trẻ chết đẹp như vậy các bạn, đừng bao giờ mà cảm thán như vậy các bạn. Tại vì nhiều khi là các bạn cảm thán cái tự nhiên người ta thấy rằng người ta mến mình, người ta theo mình về nhà, là bằng chứng là anh đã thấy, khi mà về tới phòng là anh đã thấy cô này đứng ngay trước cửa nhà tắm và cười, mà cô này rất đẹp chứ không phải là nhìn cái gương mặt đáng sợ gì như những cái con ma bình thường mà Thi kể. Và cô này chỉ nói rằng là em chỉ muốn kết bạn với anh thôi, anh đừng có sợ. Thì đó các bạn thấy không, đó là một cái kinh nghiệm rằng chúng ta đừng bao giờ làm cái gì mà cảm thán hoặc là chê bai hoặc là khen ngợi hoặc là cảm thấy là xót thương các bạn. Nếu mà chúng ta đi vào những cái chỗ đó, chúng ta niệm Phật, niệm Phật, hoặc là chúng ta đừng có nhìn làm lơ đi, tại vì Thi biết rằng là nhiều khi mình không có nói ra miệng nhưng trong đầu mình vẫn nghĩ, mà người ta lại đọc được cái suy nghĩ của mình các bạn, người ta theo mình. Tại vì nhiều khi mình thấy mình nhất quyết rồi, mình vô chỗ đó là mình sẽ không nói đâu, không nói đâu, vô hả nghĩa địa không nói đâu, vô cái chỗ để hài cố không nói đâu, nhưng cuối cùng vô thấy cái trong đầu nghĩ, trong lòng nghĩ, trời ơi sao đẹp quá chết sớm, trời ơi sao trẻ quá chết sớm. Thì nhiều khi là trong đầu, trong lòng các bạn nghĩ thì người ta vẫn đọc được nha các bạn. Thì đó, các bạn rút kinh nghiệm giùm Thi nha. Thì đó là cái câu chuyện đầu tiên của bạn nữ. Và tiếp theo một cái câu chuyện thứ hai của một bạn nữ khác. Và bạn nữ này quê ở Thừa Thiên Huế các bạn. Hiện tại bây giờ bạn đang sống và làm việc tại Sài Gòn. Và bạn gửi mail về cho Thi, bạn kể rằng á là ngày xưa lúc mà ba mẹ bạn cưới nhau á là năm 20 tuổi, và ba mẹ bạn có mua một cái miếng đất kế cạnh bên nhà của ông bà nội của bạn luôn. Miếng đất này á là của một cái người cô trong họ, bà con với lại gia đình bạn, và người cô này bán lại cho ba mẹ. Nhưng mà cô này nói rằng á cái miếng đất này có nhiều ma, nhiều quỷ, cho nên á là cô không có ở được, cứ là bị gây gỗ trong nhà, cứ bị gây gỗ chuyện này chuyện kia, hoặc là nợ nần, rồi chồng cô cũng mất, cho nên nó là cô cuối cùng cô bán cái miếng đất này lại và
và dọn đi. Nhưng trước khi dọn đi, cô cũng có nói cho ba mẹ bạn nghe, nhưng ba mẹ bạn á, riêng ba bạn là không hề tin các bạn, cho nên vẫn mua. Tại vì mua ở đây là kế cạnh bên nhà của ba ba mẹ mình, là ông bà nội bạn đó, là kế cạnh bên, cho nên là ba bạn vẫn mua. Và ba bạn không hề tin có ma, mà nghe chuyện coi bói thầy bà rồi đó, là ba bạn ghét dữ lắm, ba bạn la. Thì khi mà về ở đây á, là ba mẹ bạn đã sanh ra 7 anh chị em, là bạn là út trong nhà nhất luôn á. Và từ nào giờ gia đình bạn khi ở đây là không hề thấy gì bậy bạ hết. Mặc dầu cái bà cô bà con đó nói rằng cái miếng đất này có quỷ, nhưng riêng ba bạn á, là khi mẹ bạn đi coi thầy thì thầy nói rằng ba bạn là cái người có căn, người ta nói là có căn đó. Và nếu đúng thì ba bạn phải làm thầy, nhưng do là ba bạn không tin cho nên cải số lại các bạn. Nhưng hiện tại bây giờ là ba bạn rất nổi tiếng trong cái việc mà trị xương khớp cho người ta ở ngoài Huế hiện tại luôn. Thì cái chuyện này là khi bạn còn nhỏ và mẹ bạn kể lại cho bạn nghe rằng á, là tuy rằng ba bạn không tin nhưng mà nhiều khi ba bạn thấy vong. Ba bạn, cái bản thân của ba bạn này thấy vong, nhưng mà ba bạn luôn miệng nói rằng không tin và cũng cãi không có chịu làm thầy các bạn. Và ở ngoài Huế á, là trước nhà của người ta, người ta hay có những cái am thờ phía trước nhà đó, là để là thờ đất, thờ ông, thờ ông gì, thờ thần đất hoặc là thờ người thân, để mà đốt nhang hàng tháng mà rằm á các bạn. Thì ba bạn này á, là cứ là rằm 14:30 á là bắt đầu đi ra ngoài cái em đó, rồi xong rồi nói chuyện một mình. Mà bình thường ba bạn này không hề hút thuốc nha, nhưng ba bạn á là cứ rằm một cái rồi là ba bạn sẽ hút nguyên một cái bó thuốc luôn, rồi xong rồi vô nhà giống như là không có chuyện gì xảy ra hết. Và ba bạn á là có một lần là do người dượng của bạn, dượng bạn này là người miền núi cho nên nó là dượng hay được bà con gửi cho thịt rừng đó các bạn. Thì có một lần đó là dượng đem qua một cái miếng thịt mà dượng nói rằng là thịt heo, nhưng thật ra đó là thịt cọp cho ba bạn ăn. Thì ba bạn nghĩ rằng đây là thịt heo cho nên cũng ăn bình thường, nhưng khi ăn xong lại bị hành các bạn. Ngay đêm đó là ba bạn giống như là trở thành một cái người khác và bị giống như là bị hành, bị nhập hay sao đó. Và ba bạn đập bàn thờ tổ tiên nha, bàn thờ hả, là đập. Xong rồi bàn thờ Phật cũng đập, mà hầu như là người Huế là người ta đạo Phật các bạn, và hầu như trong nhà ai cũng có bàn thờ Phật hết, hết 90% là có. Thì bạn nói rằng ba bạn đập bàn thờ, rồi đập bàn, đập ghế trong nhà, la hét sùm. Rồi khi đó là bạn mới 12 tuổi, cách đây là 18 năm trước, là lúc đó là bạn chạy bạn rượt theo nữa. Thì ba bạn chạy vụt ra ngoài mộ. Thì khi mà chạy ra ngoài mộ á, là có một cái mộ của cái người chú. Người chú này á, là đã mất trong cái thời chiến tranh mà mất trước mặt ba bạn luôn. Thì khi ra ngoài đó cũng la lối sùm các bạn. Xong rồi ngồi ngay cái mộ của người chú đó, nhìn chằm chằm vô, rồi bắt đầu nói chuyện, rồi xong rồi lại la hét, rồi nhảy tưng tưng lên. Và do là gần đó có một cái cây xương rồng thì ba bạn nhảy qua cái xương rồng đó, rồi bắt đầu á là khi trúng cái cây xương rồng đó là ba bạn bất tỉnh. Mà khi tỉnh dậy cái rồi ba bạn không nhớ gì hết. Ba bạn nói với mẹ bạn rằng ủa ri mà tôi do là người Huế mà bạn viết thì thi quên rồi. Đại loại là ba bạn nói rằng á là ủa tại sao mà tôi ở ngoài đây, tại sao tôi lại nằm ở ngoài nghĩa địa vậy, thôi đi vô mệt quá à, đi vô ngủ. Thì lúc đó là ba bạn đi vô nha các bạn. Thì chuyện cũng không có gì, cho tới khoảng vài năm sau nữa là trong họ của bạn á là có một người, người này á là bị một người em của mình đi vượt biên và bị chết, do là bị cướp đi vượt biên qua biển rồi bị giết, rồi xong rồi bị vứt xác xuống biển các bạn. Và cái người mà mất đó đó đã nhập vô trong cái chú này. Thì chú này cũng khi nhập, bị nhập vô á là chú này cũng đập cửa, đập nhà loạn xạ hết. Và mẹ chú này khóc rất nhiều, không biết rằng á là bây giờ phải cúng làm sao. Tại vì chú này nói rằng á là những cái gì mà nhà cúng là không có nhận được, cho nên á là bây giờ là đói khát, bây giờ phải về đập phá như vậy. Thì lúc đó là vợ chú có chạy qua, vợ chú khóc với ba bạn nói anh nên qua anh áp vong giùm em đi, bây giờ hả ảnh như vậy, giờ em không biết làm sao. Thì lúc đó ba bạn qua nha. Thì cái chú này á là khi mà đang quậy phá, đập bàn thờ các bạn, đập đồ trong nhà, tự nhiên thấy ba bạn cái rồi á là hiền lại,
Hiền rồi, xong rồi ngồi nhìn chân chân vậy nè, thì ba bạn mới bước tới nắm cái tay vậy nè, nói rằng á là đừng có phá nữa, đừng quậy nữa nghe. Thì ba bạn chỉ nói nhẹ nhàng vậy thôi, thì khi mà ba bạn vừa nói cái câu đó, tự nhiên ánh mắt chú này ngây dại ra, rồi xong ngất xỉu tỉnh dậy là không hề biết gì nữa các bạn. Thì dầu rằng ba bạn không không chịu làm thầy, cãi không chịu làm thầy, nhưng mà hả là ba bạn nói chuyện được với vong, có thể nhìn thấy vong và cũng có thể giúp người khác đó là trị vong được các bạn. Nhưng ba bạn không chịu làm thầy, hiện tại bây giờ là làm chữa trật tay trật chân cho người ta bong gân rồi đó, hiện tại ở ngoài Huế đang vẫn còn làm. Thì đó là chuyện về ba bạn. Rồi bây giờ là tới câu chuyện của chị gái bạn luôn, chị ruột tên là Bi các bạn. Thì bạn kể rằng là do bạn là làm việc ở Sài Gòn, Hà Nội, bạn này giỏi lắm, đẹp gái nữa, thì biết bạn này các bạn như người mẫu vậy đó, đi tới đi lui đi công tác nước ngoài bố xua hết. Thì chị Bi này của bạn là lấy chồng ngoài Huế và cũng mua đất, rồi xong rồi cất một cái quán cà phê sân vườn buôn bán rất là đắt. Thì cái năm mà bạn năm đó đó, bạn nói rằng năm đó bạn ít về quê, tại vì do cái công việc của bạn này phải di chuyển nhiều rồi làm nhiều quá, bạn không có về quê thường, mà chỉ về dịp Tết nè, hoặc là dịp nào mà có đám giỗ thì về khoảng một tuần rồi để đi tiếp. Thì năm đó là dịp Tết bạn này về các bạn, thì ngay cái ngày mùng 2 là bạn đang đi nhà hàng ăn uống với lại những cái người bạn đồng hương của mình, những người bạn học á, rồi hẹn nhau ăn uống. Thì khi đang ăn á thì cái người chồng của cái chị Bi này gọi điện cho bạn nói rằng: "Dì Hằng ơi, dì Hằng về đi em, dì Hằng muốn gặp dì Hằng." Thì khi bạn nghe á, bạn nói: "Anh này khéo đùa, trời ơi em là Út, bạn này là Út trong nhà mà em đâu có em nữa đâu, làm gì tự nhiên em dì Hằng muốn gặp dì Hằng." Thì lúc đó hả là bạn nghe nhưng mà bạn cũng chưa có về liền, sau một hồi bạn mới về các bạn. Thì khi bạn về nhà, bạn thấy chị gái của bạn đang ngồi gật gừ vậy nè, cười cười nói. Thì bạn, tại vì nào giờ đó là tuy rằng bạn thấy ba mình như vậy nhưng mà riêng bạn á là bạn mạnh lắm, bạn chưa bao giờ thấy mà ma cỏ gì hết. Thì bạn nhìn chị bạn xong bạn cười, bạn nói: bà làm gì, tôi đang hả đi ăn uống tự nhiên kêu tôi về." Thì lúc đó hả là tự nhiên chị gái của bạn nói vậy nè: "Chị á nghe, chị á là chị hả mạnh lắm á, nhưng mà hả đáng lẽ là chị cũng gặp nạn rồi, đáng lẽ là nhờ, không nếu mà không có nhờ tôi đỡ giùm á là chị cũng chết nha, chị nhớ đi hả, chị xém chết 3 lần luôn rồi đó hả, nhưng mà nhờ tôi đỡ hả là cái người chị không có một cái thương tích nữa." Thì khi mà bạn nghe người chị của mình nói vậy, tự nhiên bạn ớn các bạn, tại vì công nhận rằng bạn đã gặp tai nạn 3 lần, mà nếu mà cái tai nạn như vậy là chỉ có thể là chết thôi, nhưng mà bạn này lại vượt qua được, và cái cơ thể bạn chầy một đường nhỏ xíu cũng không có. Thì tự nhiên bạn nghe người chị mình nói, thành ra bạn ớn, bạn ngồi xuống bạn nói: "Sao sao em có gì nói với chị không?" Thì lúc đó đó là bạn nhớ lại rằng đó là bạn có bà mẹ của bạn khi sanh bạn ra, xong rồi 2 năm sau có sanh thêm một cái người em nữa, nhưng mà cái người em này đã mất năm 2 tuổi, là mất lâu lắm rồi, là bạn là Út luôn. Thì khi đó là bạn hỏi, thì người chị bạn mới nói rằng: "Hả thì em hả hôm nay em về hả muốn gặp chị, tại em thương chị nhất." Nói một hồi xong bắt đầu khóc các bạn, khóc lóc xoay qua mẹ của bạn Hằng này và trách móc, nói rằng: "Mẹ nha, mẹ hả không có chịu cúng nho cho con thích ăn nho lắm, mà mẹ tối ngày hả mẹ cứ lo cho anh, chăm sóc anh hở cái gì cũng anh." Tại vì bạn cũng nói thêm rằng người Huế người ta thương con trai dữ lắm, cho nên nó là xoay qua trách móc mẹ bạn là như vậy. Còn khi mà em bạn mất á là cái thời điểm đó là mẹ bạn đau khổ rất là nhiều, và do là ba của bạn cái thời điểm đó là đi qua bên nhà ngoại, là ngoại, bà ngoại của bạn này cũng mất cùng với lại cái thời điểm em bạn này mất luôn, nhưng mà do là em mới mất mẹ đau khổ quá, thành ra là ba giấu không có nói cho mẹ nghe. Rồi xong rồi hả là ba đi qua bên ngoại để mà lo cái tang gia bên nhà ngoại đó đó, rồi có nhờ một cái người chú là em của ba để mà lo
giống như là chôn cất rồi xong rồi xây cái lăng, cái mộ á các bạn. Do là cái người chú này á là làm thầu xây dựng cho nên nhờ chú này làm, nhưng mà khi chú làm chú ghi ngược cái tên, ghi ngược cái tên rồi tự nhiên sau này là không còn nhìn thấy cái bia mộ tên gì nữa, không còn nhìn rõ nữa. Thì lúc đó nó khóc lóc các bạn, nó khóc lóc, nó nói rằng con thích ăn nho lắm mà mẹ tối ngày á mẹ cứ anh không à, kể cả cái tên của con cũng không ghi mà ghi ngược nữa, ghi không có rõ ràng nữa. Rồi xong nói xong rồi bắt đầu khóc lóc xong rồi lại xuất đi. Mà khi xuất đi nha, còn nói một câu gì nữa nè: mẹ mẹ à, con xuất đi nha, con đi nha, nhưng mà hả con đi từ từ, con xuất ra từ từ thôi, tại vì hả nếu mà con xuất cái rột ra là chị sẽ rất mệt. Dạy gì mà mình thương chị mình, tại vì nó biết rằng nó đang nhập vô người chị ruột của mình, mà dạy gì hả mình để cho chị mình mệt phải không mẹ. Trước khi đi mà còn nói với mẹ bạn này như vậy, rồi xong rồi xuất ra thì chị bạn ngất xỉu không biết gì hết. Thì cái đó là cái ngày mùng 2 nha các bạn, nó nhập liên tục 4 ngày, tới cái ngày mùng 3 là chị bạn đã mở cái quán sân vườn đó để buôn bán cho khách rồi. Và hôm đó khách cũng đông lắm, tại mùng 3 mà người ta cũng ra uống cà phê rồi ăn uống ngoài quán. Thì khi mà đông quá rồi ly chén rồi nhiều các bạn, thành ra chị bạn ngồi rửa, còn anh bạn thì ngồi quầy để mà coi sóc rồi nhiều khi tính tiền nữa. Thì tự nhiên đang ngồi rửa chén, tự nhiên chị bạn bỏ đó không rửa nữa, đi ra ngoài quầy hỏi: anh hả? Anh làm gì bắt chị tôi hả rửa chén rửa ly hoài vậy? Sao anh không đi ra làm sao anh rửa đi? Thì lúc đó là anh rể bạn nghe nói vậy, nạt nộ vậy là biết rồi, cho nên sợ đi ra ngoài sao rửa chén rửa ly rửa tách, rồi bắt đầu ngồi đó nha. Mà ngộ một cái gì nè, là thích nam lắm, mà nam cái rồi á, khách nam á các bạn, khách nam mà vô á là nói chuyện rất ngọt ngào, nhẹ nhàng, cười duyên nữa. Còn nếu khách nữ thì thôi, mà khách nữ nào mà hối á, hối thúc kêu tính tiền hoặc là vô mà kêu ào 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 á là nạt nộ, chửi người ta. Chửi ông ổng vậy đó. Mà bình thường chị Bi này rất hiền, hiền dữ lắm, chưa bao giờ á là làm phật ý khách một cái gì đó, mà lúc nào cũng chiều khách. Thì thành ra anh ghế của bạn phải ra xin lỗi, bàn nào mà bị chị nè, bị chị của bạn chửi là anh phải đều ra ngoài đó để xin lỗi người ta. Người ta cũng thắc mắc lắm, tại sao bình thường vô quán này uống chị chủ rất là dễ thương, vui tính hả, hiền hậu nữa, mà hôm nay sao dữ, ngồi đứng trong đó chửi đông đẫm. Thì cho tới đêm hôm đó đó là mẹ của bạn cũng có qua một cái ông thầy rồi hả, không biết làm sao, lý do cái này thì Thi cũng không biết làm sao mà không có nhờ ba bạn, mà lại qua ông thầy. Thì ông thầy nói rằng là do là chị của bạn từ hồi nhỏ đó có té giếng một lần, cho nên cái vía yếu dữ lắm, thành ra con bé này nó mới nhập vô được. Thôi đợi tới ngày thứ 4 đi, là qua ngày mùng 4 Tết á, để tôi sẽ qua tôi cúng cho. Còn ba bạn thì lúc này thì bạn lại không nhắc tới các bạn. Thì lúc đó đó là bắt đầu á là qua cúng thì cái ngày đó là bạn cũng phải chuẩn bị bạn đi rồi, tại vì là có việc công tác bạn phải đi. Thì thành ra khi chuẩn bị đi á là tự nhiên nó lại nhập nữa, nó nhập nữa và nó đòi cái người chị dâu của bạn á là phải đốt cho nó một bao giấy tiền vàng bạc các bạn. Nó đòi đốt, mà các bạn nghĩ đi, Tết người ta mấy cái chỗ bán giấy tiền vàng bạc người ta đâu có bán đâu, nhiều người đâu có bán, chỉ có đi mua lẻ từng miếng á. Rồi xong rồi chị dâu của bạn cũng mua, nhưng mà lại mua giấy hả, mà cái tờ đô la các bạn, giấy tiền mà dạng như đô la Mỹ đó. Thì bắt đầu đem qua nhà để cho chị bạn coi. Thì khi chị bạn coi sống chịu, nói rằng á, tôi muốn chịu hả giấy tiền đô la này, mà tôi hả là muốn tiền Việt thôi, dạng như là giấy nhưng mà tiền Việt. Thì lúc đó là chị bạn phải chạy đi mua, mà phải chạy đi mua rất nhiều tiệm thì mới được một cái bao đầy để mà đốt. Thì khi đốt xong cái bao đó là nó đi luôn và nó không có về nữa các bạn, không có nhập vào nữa. Và khi đi luôn á là chị này nằm mà mặt mày chị này đỏ lên rồi mắt sưng lên. Thì đó là cái câu chuyện mà bạn gửi cho Thi. Và một cái câu chuyện nữa bạn kể rằng á là ông nội bạn mất. Thì hồi đó là ông nội bạn bị bệnh, và khi đưa vào viện á là bác sĩ nói rằng là không có cứu được, và khi về nhà là mất ở nhà. Và khi làm ma chay á là gom hết tất cả đồ đạc của ông để mà đốt theo, nhưng mà do là ông Út, là em ông nội đó, là ông Út ở bên nước ngoài các bạn, mà có gửi á là có gửi tặng cho ông nội một cái áo lông vũ rất là đẹp. Thì do là
khi mà người mất là phải đốt đồ đi đúng không? Thì ông Út này mới nói với ông nội rằng cái lúc mà chôn cất đốt đồ á, thì ông Út nói rằng thôi ông ơi, cái lá áo này tôi mua mắc dữ lắm, tôi mua hả mắc tiền gần cả ngàn đô dữ lắm, gần cả ngàn đô vậy đó, mà bây giờ đốt theo vậy nó uổng phí, thôi hả đốt tất cả đồ kia, tôi để cái áo này lại tôi mặc nha. Thì bắt đầu là ông Út giữ lại cái áo lông vũ đó, không có đốt theo các bạn. Thì từ khi mà mở cửa mã đó là hầu như tất cả mọi người trong gia đình là đều nằm mơ thấy ông nội về đòi áo, nói rằng tại sao cái áo của tao thích nhất mà không chịu đốt cho tao, mà lại không hả không đốt rồi giữ lại để làm gì, cái áo đó tao thích bây giờ tao lạnh phải đốt trả cái áo đó cho tao. Mà đâu phải một người thấy đâu, tất cả mọi người trong hả con cái bà con họ hàng là đều thấy ông nội về đòi cái áo đó. Thì cuối cùng lấy cái áo đó đi đốt cho ông nội rồi, thì ông nội mới không còn vừa hiện về để mà đòi cái áo đó nữa các bạn. Thì đây là những cái câu chuyện mà của những bạn đã gửi về cho Thi. Thì kể tới đây thôi nha, hôm nay á là Thi hơi bị cảm các bạn, cái giọng Thi nó hơi ngộ ngộ các bạn thấy không, cho nên là Thi hạn chế nói nhiều, thành ra là bây giờ Thi kể tới đây thôi. Hẹn với các bạn Thi sẽ kể tiếp tục những câu chuyện tiếp theo ở những tập tiếp theo nha. Và xin chào tạm biệt mọi người, chúc mọi người một tối vui vẻ bên gia đình. Nhớ nha, đêm nay trước khi ngủ nghe chuyện của Thi xong rồi ngủ ngon nha các bạn. À, hôm qua là Thi có đăng trên Facebook, hiện tại á là kênh Misu Thi Thanh Phạm trên YouTube của Thi á là đang là 75.000 lượt subscribe. Và Thi hứa với các bạn rằng á là khi mà kênh Misu Thi Thanh Phạm được 100.000 lượt subscribe mà có nút bạc ở trên YouTube á là Thi sẽ in áo thun có logo của Misu Thi Thanh Phạm để mà gửi tặng cho bạn. À, và gửi tặng cho những cái móc khóa mà cũng có logo của riêng cái thương hiệu Misu, để gửi tặng cho những bạn nào mà đã ủng hộ cho Thi từ nào tới giờ, mà gọi là fan cứng luôn á, fan chân thành á, thì các bạn lên trên Facebook để các bạn xem cái status đó nha các bạn. Tại vì khi mà Thi tuyển ra những bạn nào fan cứng để mà gửi áo, gửi móc khóa đó, thì Thi phải xem xét lại những cái lần mà tương tác của các bạn. Từ nào giờ Thi kể chuyện á là Thi chưa bao giờ kêu các bạn like, share hoặc là follow cho Thi. Tại vì cái đó là cái điều gọi là của riêng các bạn muốn làm thì các bạn làm, không muốn làm thì thôi, thì không có ép. Nhưng mà để tặng áo, tặng móc khóa đó thì Thi phải bắt buộc xem cái đó, để xem coi bạn nào đã ủng hộ mình hết lòng để mà Thi còn gửi khóa, gửi móc áo. Thì sắp tới là cuối tuần nè, người ta sẽ giao cái móc khóa cho Thi, thì Thi sẽ tặng chơi những cái bạn nào mà gửi mail về cho Thi. 100 bạn đầu tiên gửi mail về Misu Thi Thanh Phạm @gmail.com là Thi sẽ tặng 100 cái móc khóa đầu tiên là tặng chơi thôi. Còn cái áo thun với lại cái móc khóa đó là khi nào mà kênh được 100.000 subscribe, được nút bạc của YouTube, thì Thi sẽ gửi tặng những bạn nào fan cứng, mà kể cả những bạn nào hiện tại đang sống ở bên nước ngoài á là Thi cũng gửi tặng cho các bạn. Dầu rằng đó là chuyển đi thì nó hơi khó khăn, là cái phí nó cũng mắc nữa, nhưng mà các bạn yên tâm, miễn sao là fan cứng của kênh Misu là Thi đều gửi tới nơi các bạn ở, miễn sao nơi của các bạn ở là có dịch vụ nhận chuyển hàng thôi. Thì Thi cảm ơn với các bạn rằng đó là đã ủng hộ kênh Misu thời gian qua, và ráng đợi, chỉ còn có 25.000 lượt sub nữa thôi là kênh được 100.000 lượt sub rồi. Thì các bạn ráng đợi Thi nghe, và nhớ nghe ủng hộ Thi để mà Thi hả có động lực kể chuyện cho mọi người. Và cái món quà nhỏ đó đó là để Thi cảm ơn tới cái tình cảm của các bạn và tri ân các bạn đã ủng hộ cho Thi. Thôi bây giờ là xin chào các bạn nha, hẹn gặp lại các bạn ở tập 267. Thi sẽ kể tiếp tục những câu chuyện tiếp theo mà những bạn từ khắp nơi đã gửi về cho Thi nha các bạn. Xin chào.